Hello và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nandai Gaming. Và hôm nay mình xong với bài tiếp tục với tựa game mô phỏng lấy xe đồ kéo Aetex 2 này. Tuy nhiên thì trước mặt các bạn đây là một dàn xe đồ kéo hổ quờ của team tụi mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng phát tiên của mình đi chở hàng nha các bạn. Và đoạn đường hôm nay tụi mình chở đó là đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi lên Buôn Mê Thuột ha. Coi như là bữa giờ mình cùng với team đã ăn nằm ăn về ở đây chắc cũng được hơn một tuần rồi các bạn. Và những cái xe của mình ví dụ như là mấy con Honda Accord nè, rồi Colorado nè, rồi mấy con G63 đồ bán sạch sẽ trơn rồi. Thì cái tiền đó thì nó sẽ đắp vào cái tiền cấp cho mình một cái thẻ màu vàng vàng chứng minh là tụi mình có thể chạy được những con xe này các bạn. Thì cái nơi cấp thì nói chung là cũng nhanh thôi, 3-4 ngày là có cái miếng nó cầm rồi đó. Thì sau khi có cái miếng đó thì tụi mình xin được một chân vô đây chạy xe tải. Mấy con này là mấy con xe 4 chân và 5 chân nha các bạn. 5 chân lận bạn ơi, không phải một chân. Thì tôi đang nói 4 chân với 5 chân mà. Chỉ đó, có riêng xin... Dũng ở bên này thì Dũng đi đầu kéo thôi, còn lại là team tụi mình đều là đi 4 chân với 5 chân hết. Đúng là nhà quê. Và hiện tại đây mình đang có 4 chiếc xe Howo. Thì mỗi một xe nó chở một cái kiểu khác nhau và cái thùng nó cũng khác nhau luôn nha các bạn. Thì đầu tiên là mình cảm ơn anh Hải Đăng đã hỗ trợ cho mình với team của mình những cái mod này. Thì bạn nào có nhu cầu trải nghiệm những mod này thì các bạn có thể xem thông tin ở phía dưới mô tả ha. Rồi, đầu tiên là xe của Blue. Thì con xe này đó mình coi nó chở cái gì các bạn. Chở gạch bạn. Chở gạch hả? Đúng rồi. Ủa mà sao chở gạch mà trong thùng mà nó trống nhiều vậy bạn? Sao bạn... Bạn tại tôi chở đủ tải á bạn. À, hiền ha, hiền ha. 47C03105. Xe này thì xấu, nhìn không có gì đẹp hết trơn các bạn. Tiếp theo là xe cứu quà, thì xe cứu quà cũng quá khá tải là đẹp. Quá xe quà chở xi măng nhưng mà mình lấy cái thùng này nó hơi cao, không biết lúc mà cân vô thì có quá tải hay không. À, xe mình ở giữa đây thì mình đang chở mì nha các bạn. Đây mì héo héo đó, và mình có bạt che lại hết trơn tại vì mấy cái thùng này mà đi mà lỡ có trời mưa thì nó không có ướt các bạn. Còn mấy khứa mà chở xi măng đồ này kia mà nó không có bạt thì nó hư thì nó đờn nó chứ không có gì đâu. À, và cuối cùng là ngáo thì ngáo nó chở mì luôn, mất hết rồi. Mì luôn bạn, mì luôn bạn. Thì xe của ngáo độ theo phong cách cải lương. Xe mình này theo phong cách nhẹ nhàng, thanh mảnh. Xe của Hòa thì nó chỉ hơi bóng bóng một xíu thôi, bóng ở cái phần đây mặt ca lăng này nè các bạn. Còn xe của Lưu thì nó kiểu nguyên bản, xấu. Nè, thấy xe màu xanh không? Và bên này thì mình có xe của Dũng thì là một cái xe đầu kéo Howo và chở xi măng cũng không có bạc luôn nha các bạn. Đây đây cái thùng đây, 47R53H, cái đầu với cái đuôi không giống nha. Nhưng mà nói kéo thùng được, kéo thùng được. Và ở ngoài đây thì mình có xe của Dép Ngu, xe Dép chở mì. Ê sao này chở mì nhiều vậy bay? Ê con này nó có cái đèn của con Univer này đúng không? Nhìn đẹp nè. À, để coi cái đuôi xe ha, đuôi xe mình. Còn thằng xe bạn. Blue các bạn, xe đuôi xe Blue nó hơi bị bị chỗ. Hơi bị gọi bản rút gọn các bạn. Xấu. Mất biển số luôn. Đây là đuôi xe của quà. Đây đẹp nè. Đây là đuôi xe của mình, thì đuôi xe mình có cái đèn đèn Howo cũ ở trong và mình có cái đèn LED độ ở ngoài nha các bạn. Và đây là xe của ngáo. Ê, đây là đẹp nè. Cái hồi giờ mình đặt mua nhưng mà có một cái là một bên ba bên hai các bạn, này nó bị lệch một bên ba. Nó còn gắn thêm cái đèn ở dưới nữa kìa trời. Thằng này xứng đáng phải lấy gạch bạn, cho tôi miếng gạch tôi chọi vô bể đèn đó bạn, láo quá mà. Nói về bên trong xe của mình thì đơn giản thôi các bạn, để mình nổ máy lên cho các bạn. Rồi mình có đồng hồ tua, đồng hồ tốc độ, nhiệt độ bình nhiệt độ nước mát, rồi bình ắc quy, nhiên liệu này kia. Cũng như là mình có một cái bàn thờ nho nhỏ thờ Phật ở trong xe nha các bạn. Có một dĩa trái cây, một cái bình bông. Và mình có hai con minh hình nó đang cố gắng cứu nhau. Ở đây mình có một con vịt, hay là mình chở một con mèo đi theo lơ xe của mình các bạn. Rồi dưới này là mấy cái bảng thông tin này kia thôi. Đó, xe mình thì đơn giản thôi, còn mấy xe kia nó màu mè nó ghê lắm các bạn. Và những cái xe ở đây đều đã được độ lại cái cụm đèn trước các bạn. Thì cụm đèn trước con này zin nó là nói chung là nó khá là xấu, và sau khi độ lại thì nó có cái dãy led khá là đẹp. Và các bạn nhìn xi nhan nè đó, nó hơi thô nhưng mà thôi đẹp thì cũng được đó các bạn. Đây là đèn pha, đây là đèn cos, nó có đèn đề mi nữa các bạn. Đèn đề mi là cái dãy ở giữa đó. Rồi thì bây giờ lên đường thôi các bạn, lên đường để tụi mình chở hàng lên trên kia cũng như là chuẩn bị quay đầu chở rau về đây. Và đoạn đường hôm nay đi thì cũng hơi ngoằn ngoèo đó các bạn. Đây, mình sẽ đi qua thị xã Thuận An, Đồng Xoài, Gia Nghĩa và lên Buôn Mê Thuột ha. Ok, lên đường, get go.
Tao nói rồi nha, anh em xả đòn nha. Vụ chạy gì? Từ từ nha. Nào bố đó tao lấy gạch tao chọi hỏi sao xui á. Đi 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 đi. Ủa mình đi hái quẹo. Thì quẹo ra đó bạn, quẹo quẹo phải ra. Ê, rồi giáo. Mình ra mình đi luôn, đi đường chính luôn. Má chị tôi đậu ngoài bắt tôi quẹo. Ủa? Đó chính rồi nè. Ai bị lỗi đây chị? Đây các bạn, đây là cái đèn sau của mình nè. Ê, như tôi thấy nó có vài giọt mưa á. Thôi, ơ vậy là thằng nào không kéo bạn nó chết. Ờ, ê xem mình nó hơi dài để quay đầu ở đây. Ôi bạn, nãy tôi dài ăn bạn bạn. Nhưng mà bạn, ít nhất là bạn bạn dễ hơn tôi. Ê ngáo rồi, từ từ ngáo rồi. Thông cảm nha các bạn, xe mới nên là chưa quen côn số ra vô số hụt. Rồi ra từ từ nha mọi người, ra xe từ từ nha. Trường xe lên đông á. Rồi lên đường. Cảm giác trời nó u ám chưa ta? Hả? Sao tôi cảm giác bầu trời nó u ám làm sao ấy? Sắp mưa các bạn, giờ này hiện tại đang là 7 giờ hơn rồi các bạn. Và tụi mình sẽ di chuyển trong đêm ha. Đèn xe hoài đẹp quá ta, không lẽ hồi mình xuống mình tháo mình gắn nó xe mình nữa chứ. Đó vậy đó, vậy đó. Hỏi sao anh em xã đòn sống tốt với nhau. Tốt mà bạn, giờ này bạn sống khỏe không bạn? Khỏe lắm bạn, trời hơi bị khỏe. Bởi vậy ai sống dơ bạn đâu. Thôi bạn ơi, nhất là đó. Quả chạy ghê. Bạn mà nói láo láo tôi mới gạch tôi trời hỏi sao xui nha. Ờ quả leo lễ chạy luôn rồi bạn ơi, để tôi vượt này cái nó chạy ghê quá. Bạn thằng xỉn ở trên đây không? Ê quả nó bốn chân nè. À quên, xe mình năm chân, tuy nhiên thì mình đang chạy bốn chân nha các bạn. À, cái chân kia mình rút lên rồi. Khi nào mà có cần thì mình mới hạ xuống là mình xả xuống thôi. Đường thì mình rút lên cho nó tiết kiệm nhiên liệu với lại nó đỡ mòn cái cặp vỏ xe phía sau. Đó tôi mới chịu. Cái gì đường năm chục chạy bốn lần một đá cái gì cũng biết nữa mày đúng không, mày đá đúng không? Không không, thằng Hoa mày Hoa nó mày vừa Hoa nó đá ai không lẽ tao lấy cục gạch tao chọi vô kiến với hậu mày cái cho mày bắt đá lại thu phí lái thiêu. À, cái này là làng hỗn hợp nè, bên kia là làng etc chơi. Xe thắng không ăn bạn ơi, hàng nặng quá thắng không ăn. Bỏ qua mà bà không xi nha, mà bà lắc một về. Ở tao mày, mày biết chưa 47 không? Biển 47 không? Ủa? À quên, không biết bà nào đi biển số xe mình luôn. Ai da thằng nào nó nhá vậy? Chăng thằng quỷ đây bút. Không nhá kìa. Thằng Hoa. Thằng Hoa. Thằng khứa này. Bởi vì mấy này không biết sao mình xin nó vô chạy chi hả bạn ha? Đúng rồi. Ngày đờn chết. Ủa tối rồi hả? Quên mở đèn, sao bạn mở đèn mà không nói tôi? Ủa tự động đi chứ. Lớn rồi. Anh em xả đạn nhau mà bạn kêu mở đèn mà không kêu tôi. Vậy mà kêu xả đạn. Bất tin là cái cục gạch này vô đầu bạn không? Quỷ đếm ra tấu mày nhắn nha, quả đi trước rồi nha. Không, nên em đa dấu tài à. Xe này nay chưa gắn mấy cái kẹn các bạn, cho nên là nghe nó còn hơi hơi chán nên mình không có bóp kẹn. Bóp bằng miệng đi cho nó lẹ. Ủa? Sao mình thiếu thiếu ngàn đúng không đếp? Thằng nào? Em của em. Nó đó lên rồi kìa. Ơi 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 ơi. Nó chỗ gì chạy đó. Thằng nặng. Thằng nặng nó giờ mình dính hai lần rồi các bạn. Trời đất ơi. Đếp anh mới thấy em làm gì đếp. Xe là kéo chạy em không Dũng? Chắc em hơi đặng. Quỳnh đã phá. Đếp ơi vượt không đếp? Nay đường bên kia trống lắm nè đếp ơi. Người chịu trống lắm. Da yeah. Chuẩn bị mình chìm vào bằng đêm là bắt đầu tụi mình hành động nha các bạn. Này là còn hơi ban ngày nên là tụi mình chưa có hành động, tụi mình vẫn còn chạy rén rén xíu. Nghe còi không? Nghe. Lớn không? Không, không nghe gì hết trơn á. Nhưng mình hãy nó nặng, nó trâu ghê quá, thắng không ăn. Sứ kia chạy rét nha mọi người, sao nãy mọi người bạn kia chạy. Bạn kẹt xe bạn. Quá chặt đầu nó quá đi.
Coi chừng cái này xe đèn đỏ nha, xe tôi thắng không ăn đâu, coi chừng á. Rồi ha, xe tôi cũng bị lờn đó bạn. Cái nặng quá nó dễ bạn. Tôi chở đúng ký bạn ơi, đúng tải bạn ơi. Phải không? Đó là sự thật nguyên cái cục gạch đầu bây giờ. Chơi gạch lá không chứ tôi chở thùng mì vô mỏ bây giờ. Đến đây bạn, cảm ơn bạn. Trời ơi, trời nó tạt đầu nhau rồi trời. Đâu? Chạy ghê quá bạn ơi. Ơi, đèn đỏ, đèn xanh. Là đèn đỏ hay đèn xanh? Tôi thắng dữ lắm luôn rồi, tôi thắng hết cỡ luôn rồi. Mà cái xe tôi nó vẫn trôi. Ai? Con xe đèn. Vậy là ông chỗ á, tải lắm đúng không? Ủa thì ngáo hả? Ai nói như hai cái lương á bạn. Tôi xem mới nãy thắng ăn đó bạn. Tôi thắng không ăn bạn ơi. Tôi thắng bây giờ tôi chạm dính, thôi tôi mới sưởi sỏi soi gì đó. Biết đọc không? Biết chữ không? Không. Chữ không? Ủa? Không chạm thu phí cũng tính tiền á hả? Có chứ bạn. Nè anh ơi, tới giờ rồi anh ơi. Thằng nhóm nó tạt đầu con xe kia rồi kìa. Nó báo này thì cần hả? Tôi xuống xe tôi dặn con ốc thắng của tôi lên không bạn? Tôi cũng muốn dặn lắm các bạn. Rồi lên đường. Ê dạ. Rồi xong. Mới vừa kêu lên đường tự nhiên con này nó chạy đây, nó dừng lại là sao? Tắt máy anh trai. Chơi kem mà kỳ cục vậy. Chơi kem mà nhìn thấy nóng người luôn á. Họ lấy kem nó giọng hồng bạn đó, bạn nhìn chuyện đi. Nó vừa ra đây cái nó xin nhanh, nó thăng cấp cái nó vừa kịch một cái vậy. Rồi ai mà thắng lại. Ê mưa mọi người, mưa. Rồi tới công chuyện mấy anh kia rồi. Thằng nào không có bạc thằng đó về lãnh hết nha. Bởi vậy tới công chuyện rồi, không mình đi ra làng này đi. Nghe nói đậu bên đây không được. Nhưng bà được nên tiền xanh rồi. Rồi tới công chuyện mấy anh khứa kia rồi. Ê cái xe mình nó vừa khích cái trạm luôn các bạn, nó bự quá. Vậy mới tới cái trạm hả? Ông này không chạm buồn ngủ hay gì không chạm dưới hả? Cũng có. Nãy vừa cái con xe kem đó chạy khó chịu. Ông làm gì xả đòn mình buồn á. Từ từ bạn, đợi màn đêm buông xuống cái đài bạn. Trời ơi mưa sấm chớp luôn bạn ơi. Có chuyện quýnh ông á. Nó mới quýnh tôi. Nghiệp. Rồi tránh đường nha. Tới giờ tôi lộng hành rồi. Nào tới giờ tôi lộng hành. Hay quá anh xe khách ơi. Quá đỉnh. Rồi tới đây quẹo đúng không? Đâu rồi. Rồi xin làng nha. Phải. Rồi cảm ơn. Hai con mini nhìn nó mệt thiệt chứ. Nói theo tôi có con dịch nè bạn dễ thương lắm. Tôi muốn con dịch nè bạn, mà dịch cho con mèo nó chơi bạn ơi. Dịch cho con mèo chơi. Nó phía trước con mèo nè. Nên tôi có nguyên con chó bạch ghê luôn. Mỹ Phước Tân Dạng, Bình Phước DT74. Đây, Mỹ Phước Tân Dạng hả? Lẹ vậy bạn? Lẹ vậy hả? Xe mới chưa quen con số chạy khó ghê vậy. Ủa nên đường này là đường Mỹ Phước Tân Vạn hả? Không, anh quẹo phải mới là Mỹ Phước Tân Vạn. Nhìn ôi tối quá mọi người ơi. Bật đèn lên. Bật khá giác lên. Hai mình bật xi nhan vượt chi ha. Mình phải bật khá giác. Bật khá giác bạn. Đúng rồi. Anh ơi sao đứt anh trắng vậy? Đứt anh gắn cường đi. Cơm, phía trước, cấp, rồi, trời ơi, này thì vượt ẩu vô. Lũi Dũng cái Dũng văng qua kia đường các bạn, thôi còn băng qua đường này đỏ hay xanh vậy chứ bạn. Mình bao đường rồi mà bạn. Thì đường này ban đêm của mình rồi. Bởi vậy mấy người chạy xe các bạn. Cái nhiều người á là đi bằng hai chân nhưng mà có nhiều người đi tới bốn chân lận, mở đèn pha nó mở vô tội vạ, nó gắn đèn vô tội vạ, cái gì cũng gắn, cái gì cũng lấy gắn. Nó bắt đầu hình thần xe lộ tới rồi đó. Đèn lắm mà quen như nhau quá, mày đừng có
Ôi giờ biết bày luôn. Bạn ơi, sao đèn mình cứ thằng ngáo một mình đó. Nó phá hủy đèn mình bạn ơi. Nó xúc nó ép các bạn. Nó xúc thôi đừng có phá phá mà. Nó hút luôn. Ghê quá. Biết lên tới trên kia có yên ổn hay không, biết mì nó có dập ra nó thành mì ăn liền, mì nhiều dùng dụng. Không bạn, nó mì mì gọi là mì bóp rồi bạn. Nó thành bột mì rồi. Bạn thấy đèn tôi nhá không bạn? Bộ lén thì cũng thấy thì. Đèn zin đó bạn ơi. Đúng không? Trời ơi, bạn nghĩ tôi là ai? Ông cua nè. Nè là nè. Rồi. Gì quất cái bon đó rồi bạn. Bộ này cái dòng xay luôn á, mình không biết nó là cái dòng xay luôn á. Ơi mà quá cái đường ấy. Đó lý do bạn cần mấy anh kia đi sau lưng rồi nó soi đường cho bạn đó bạn. Ngáo nó bay nữa rồi, nó không đi bộ bình thường. Ồ đèn tối, trời tối quá ta. Pha lên. Chị ơi. Bạn ơi, cái gì tôi gắn lại được rồi, tôi nói gắn nhiều quá bạn ơi. Không nói đường chạy, bạn ơi đường. Tôi nói như thằng đèn vậy đó. Pha rồi. Đó đó, dính rồi đó. Qua, tóc trái qua, tóc trái, sát trái, sát trái. Ghê quá. Là mình đi ban đêm mình an toàn dữ chưa? Đâu bạn đi ban đêm là đường này của mình bạn, để mình hạ kính xuống cho nó mát các bạn. Tắt máy lạnh đi cho nó đỡ tốn dầu. Ê mất kiểm soát cho bằng tiếng rồi. Tôi thấy sợ mấy này. Ê có cái gì ở dưới đường nó đang sửa nha, mấy mé đường á. Có cục gì đang sửa á. Cục. Chân đi lụm đi. Đường gì đâu mà tiết kiệm vậy chứ. Có hai lên nè. Ngã tư mới có đèn đường, bình thường mới đèn đường. Tối quá. Đúng rồi. Gọi cho tôi. Rồi xong ngáo rồi, xong ngáo rồi, xong ngáo rồi, xong ngáo rồi. Rồi xong tôi sẽ không. Nếu mà anh qua làng cho đi. Không. Anh em thắng được, Ok. Ngáo nó chảo quá. Rồi đường một làng nha mọi người. À hai làng rồi. 70. Trời ơi. Cái gì có một làng trời chơi sao lại lên. Không, tại con xe kia nó đậu. Có đèn rồi. Bây động cái thức gì hết trơn các bạn. Ủa có đèn giống như có đèn vậy. Có mà, nó đỡ hơn nhiều mà. Bị gói đi. Gặp đi. Ôi mày móc mới gì mày chạy. Móc mới gì mày chạy mày toan dưới kia vậy. Chết rồi, ép rồi, chết rồi. Mình test thử nồng độ cồn của nó nhảy lên nhiêu. Thấy nó chạy 200. Ghê quá à. Bạn ơi, tại sao mình không đi về sáng bạn? Thì giờ mình lên xong mà mình lấy rau quay đầu về luôn đó bạn. Sẵn tiện chiến mình quay về mình chở thêm miếng đồ bạn. Tôi thấy mình chơi đồ hơi nhiều. Ráng này bạn ơi, sống mưu sinh mà bạn. Đời tài xế bạc lắm. Bạc là cái bạc á hả? Đúng rồi. Da nó ôm cua ác vậy. À, cua bé. Sao mình phải chạy mới la dữ vậy? Ê, mình chạy mình bớt ra dữ lạng được. Mình chạy nhanh quá mình không nhìn được. Cái biển. Trời ơi, dí đó tao luôn. Mày hét. Mày hét tổng quá chứ. Ghê quá, bên đây các bạn không thấy đường. Bên kia Dũng ơi. Bên đây không thấy đường cho nên là mình chạy lên mình không thấy được cái đèn xanh đèn đỏ luôn, tới gần mới thấy được, không có kịp nữa rồi, cái lưỡi ở kia thôi. Ghê thiệt chứ. Ghê bạn ghét lắm. Ơi, chạy cái này rồi Phật nào độ cho nổi luôn. Không. Không có ai độ nổi không nổi á. Mẹ em nghĩ gắn càng nhiều càng tốt hơn. Thấy không thể giúp chốt lên sau lưng nào đó. Cái cứu quà nè, mình nhìn cứu quà chạy nè, chạy thấy ghê được chứ nè, lụm thấy ghê nè. Ủa xem mọi người có bàn thờ bên trong xe không? Không. Sao xe có sách không nè? Sao cúng rồi nữa, tao không có cúng ai trơn á. Sao chủ giao kỳ vậy? Bạn ơi tôi đang đạp bạn ra gì được, bạn tắt cái đèn pha đi, chối quá à.
chạy không có ý thức gì hết. Bạn chó sao bạn dựng đúng cái đầu ra vậy? Thì nè, từ từ nó mới tấp vô chứ ngộ à. Đá bạn chết luôn. Có cây xăng rồi bạn. Thôi xe mình đầy bình mình đổ cái gì? Chậm nghĩ quá. Xe bạn chậm mày vượt và dũng lên rồi bạn. Nghe nói bạn chở đủ tải mà sao bạn thua xe chở quá tải vậy? Thì là bạn chở quá tải. Ôi trời ơi, nó bệ vô nó còn lủng con xe này nữa. Bắt mới mày bệ vô mày lủng xe kia chi mày? Hả? Phải chạy chui đâu. Tại nó bụng nó chạy mà nó không có ý thức. Ngáo rồi, từ từ ngáo rồi, ngáo ngáo ngáo, từ từ từ, dũng, 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 dũng. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Múc luôn, chậm qua chạy đường. Dũng ơi, bình tĩnh, Dũng ơi. Chậm qua chạy ETC. Rồi, đồng cảm là tại vì nay là lần đầu tụi mình đi cho nên là đường nó lạ, lạ nước lạ cái chưa quen nên là chưa có gọi là nhắm mắt chạy được. Đây nào tụi mình quen thì mình nhắm mắt mình chạy là không có mấy vụ này đâu. Trời ơi, mượt lắm, cái này team nó còn chưa phối hợp ăn ý. Quời quời. Quời quời. Đu lên ngon rồi, đu lên. Quyền áo. Gì kẹt xe đây vậy? Anh chọn bạn. Cái gì? Làm ETC. Ủa đông xe vậy? Có con quỷ nó đậu ép thiệt chứ. Ủa con xe khách đó bạn. Ai dạy nó đậu kia đó không biết nữa. Thiệt chứ. Nè bên đây đậu nữa nè. Bà cha ăn. Ủa hai làng đều là ETC chứ? Ai đâu có lần này đâu có ETC. Đâu, đâu. Một cái không có ETC. Cái trả tiền. Đi lẹ ra, đi lẹ, đi lẹ, đi lẹ, đi lẹ, đi lẹ. Đúng rồi. Trời đừng tiền bạn ơi. An Giang được miếng bạn ơi. Sao nó tạt đầu mình đấy các bạn? Xe mình đã cao rồi, nó còn tạt đầu mình nữa chứ. Bạn phản nó luôn. Trời ơi các bạn. Đỡ đừng tiền phí. Biết rồi bạn. Trời mai thấy lên báo. Là tài xế bạc lắm. Xe chủ bạn ơi. Đó gì. Người lớn chưa ta? Chửi vậy trời. Ồ đông xe ghê luôn bạn, vừa qua cái trạm đông xe quá trời. Ờ ơi, hai con xe con nó rách là rách vô kìa. Hai mấy thùng rồi. Cái này chạm có ý thức gì trơn. Chạy song song nữa ép thì chứ. Ê, nó Mỹ ngoài đây chạy song song luôn luôn. Không, xe con cơ. À lách rồi bạn ơi, lách rồi bạn ơi. Đúng rồi. Thiệt tình luôn á. Người phải con thú đâu, nó lấy gạch tao chọi nó quá. Ăn ở, tất cả là do ăn ở. À tao lấy gạch tao chọi cái đầu nó. Ủa sao xui. Bạn, bạn lấy gạch cho nó lấy cát đổ lên đầu bạn lại bạn. Kệ bạn, cát bán tiền bạn. Chứ gạch bán không tiền à? Ông gạch của chủ. Mình thắng á, mình gì mình chứ mình nói cái nhà bạn để đây tao biết tao còn. Bạn, bạn thằng kia nó không nói là gì tao nói bạn. Kia nó thông cảm, nó hơi lạnh lùng xíu bạn. Đạp nào bán. Tại mình đòi bán xe nó cái nó bị buồn bã bạn, cái nó gì nó hết muốn nói chuyện á. Bạn không chứ bạn bán lú sệt của người ta thứ gì chịu nổi. Ê lú sệt đó tính ra là mình thiếu tiền mình bán lú sệt để mình bù vô nhiều lắm các bạn, mượn lú sệt cho nó gánh được cái hai người á. Chứ dạ, con Bologado độ bán bao nhiêu tiền đâu mà. Con gà sống ba gánh hơn. Gà sống ba gánh hơn. Gà sống ba gánh giá ghê lắm. Nẹt kìa nó né. Tao sợ quá dì ơi. Mày có cần lên trước không bạn? Tao không thấy ghê quá. Tao sợ quá. Đèn xi nhan ban đêm mà các bạn. Trời ơi đẹp chưa? Nhưng mà con gái là nó hơi chớp không đồng bộ, đồng bộ giữa. À tính ra đèn xi nhan của tao đằng sau. Rồi thằng ngáo nó lật xe rồi mày ơi. Nó đi ghê nó không êm như kìa. Đèn xi nhan đằng sau của tao đâu? Mày cố gắng không mà có. Thì bạn rút gọn bạn rút cỡ đó thôi chứ. Mình cứ vô ngủ bạn chứ nó thấy tụi nó hơi lưng lưng nữa bạn. Mình khác chứ hả? Ủa thầy á. Có ngủ không? Không bạn đi luôn xuyên đêm bạn. Mình chạy đêm mà sao. Lên kia rồi mình quất hai lon bò hút rồi mình quay đầu về luôn bạn. Không mình uống ghê bu lờ lờ cơ. Vậy nó khác nhau à? Khác quá. Chị cho em tỉnh ngủ. Thế thiệt chứ. Hậu đá nha, hậu đá đèn nha. Tôi bật lên tôi nhìn đường, tôi có đá đèn bạn nha. Mình có ác lắm không? Không, tôi bật lên tôi nhìn đường. Thế là nãy tôi làm cứu việc có ác lắm không? Lúc nào mà không ác.
Không, tôi hiền mà. Miệng thì nói này kia nhưng mà tâm miệng làm khác bạn ơi. Bạn đừng có dạy với chui. Thôi bạn gặp quả báo đó. Ở đây ban đêm mình không có nhìn được hết cảnh đấy các bạn, cho nên là mình chỉ có cắm đầu mình chạy thôi. Ây da, ấy đèn này nó có chớp kìa. Ghê vậy. Auto vaccine. Đây bạn, đâu rồi? Không, lại nó chớp rồi. À, mày mà quẹo qua đây là tao múc mày liền á. Thành phố Đồng Xoài, ok. Bán. Hả? Quẹo. Quẹo đâu quẹo. Ủa đúng là hè ha, bên kia xe đổ về quá trời luôn bạn. Ừ. Chưa đúng nữa. Mắc mới gì bạn đang chạy. Rồi bạn mắc mới gì bạn đang chạy bạn dùng cục ở đây vậy hả? Hả? Đừng có tông nữa. Đừng tông luôn. Anh em đừng tông nữa. Mắc mới gì đang chạy thì dừng cục đó mày. Không có, tại bạn bộ bạn tông con kia lên á. Dương duyên. Tao lấy cục tao chậu mày đó. Mấy quần hỏi em tỉnh chưa? Mấy bà tỉnh chưa? Em nặng rồi. Tới Đồng Xoài à? Từ Đồng Xoài mình lên... Dịu à? Anh đâu quên mất tiêu ta? Mình tắt đầu. Trời ơi, Phanh ngon quá tiền. Thôi anh nhớ trong kia nó để là Giang Nghĩa đi bạn. Giang Nghĩa xong lên thẳng Buôn Ma Thuột luôn. Ê, hết hồn mày. Nó chạy nó hù đó kìa. Nó xỉn rồi. Bạn uống nó có xỉn được không? Quẹo phải cho mọi người, phải cho mọi người. Bạn chạy về. Ôi, không được rồi. Không được rồi. Có thằng nào tông, thằng nào? Quả nào tông nó văng nước chỉ. Đang ôm cua ngọt nó tăng cái văng tứ kia luôn. Con báo là thiệt chứ. Tăng mất dím luôn. Mình sai lầm khi cho mấy con báo này chạy xe chung các bạn. Báo không à. Ủa chứ anh bán xe tụi tôi rồi anh không hồng vốn cho tụi tôi kiếm tiền. Bây giờ anh thiếu thì mấy em phải chung phụ chứ. Anh không phải chung cho tụi tôi chứ. Chung đó, tôi chung cho mấy em con xe rồi tôi chung cho mấy em một cái tấm bằng hai he đó. Rồi trời nó đạp trời. Nãy chạy nhân trộm cướp rồi. Này à. Đường gì ta? Đường này đường chở hàng nhiều. Đường này nó hơi lạ các bạn, mình không biết. Ngoài đây mình không biết đường rồi cho nên mình cứ chạy thôi. Đi theo kìa. Hết gas số luôn mọi người, hết gas số ơi, hết gas số ơi. Chạy gì rồi chưa hết gas số. Hết dùng mấy ép tôi. Chú lạc chú lế cho nó chạy ngược chiều luôn vậy. Chạy ngược chiều luôn mai lên báo rồi sao. Ôi là trời. Chạy thú quá. Xe con đông lắm anh ơi. À. chạy thú quý. Thôi sao. Thấy bà rồi. Bạn có thường tôi cản bạn lại không? Thôi sao. Mày đừng có ép tao có cái thằng quỷ gì. Bên trạm này là trạm trả tiền hả? Em qua tới bên đây rồi. Mấy nữa không? Đừng đừng, đừng quá 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 trời. Ôi trời ơi, tại bạn ấy. Tại bạn tống tôi á. Ủa liên quan. Để bạn trả lại ấy. Tự xích ra lùi ra để mới trả được. Kẹt rồi không trả được, không có đúng ngay cái chạm. Chắc chưa? Chắc. Ờ cho bạn như đó rồi đó. Trả chưa? Trả rồi mà, không thấy tiền. Không được bạn ơi, lùi miếng nữa. Tại mày báo. Ờ tôi lùi nhiều lắm rồi. Xích ra. Cậu nhớ nó được rồi. Không có được. Thiệt luôn á. Không có được. Đi hết trơn rồi. Không có được. Không có trả được. Lên anh. Đâu bây giờ mới trả được nè. Tại bạn á. Tôi đang theo đích quà rồi bạn còn báo tôi nữa. Lẹ. Đi qua. Lẹ. Đừng có tóc. Đừng có tẩu, tôi trả tiền rồi mà cái cây nó không lên. Tôi qua bên kia. Anh nữa đây luôn đi. Tôi không ăn gian nữa đâu. Nó trừ tiền tôi. Nó kêu tiếng trừ tiền. Anh không có kinh nghiệm gì chứ. Nhưng mà tôi. Bye anh.
Nè nó trừ tiền nè các bạn. Ê mà nó không trâu quá. Trừ 3-4 lần của tôi. Trời ơi. Thôi cho em lùi với mấy anh chị ơi. Em biết ơn mấy anh chị nhiều. Ê mày không có con báo. Trừ tao mấy lần luôn. Chạy đàng hoàng không chạy đâu. Vượt đu trạm mày đặt không kinh nghiệm mà mày đặt đu trạm. Anh làm có kinh nghiệm à. Ê nó có kinh nghiệm cho rõ ràng là nãy nó chuẩn bị. Còn sao cái cửa nó không mở? Tại vì bị tông tao cho nên đàng hoàng nó mất chết mà nó chạy trước chứ bộ. Không. Con le nè. Không có liên quan. Đó. Giờ tịch thu bằng cái này được không? Ê lên đèo hay gì đó ơi, xe xuống xe xuống xe. Ông giả má ơi. Con tịch thu con nữa. Bạn à, bạn chạy đồ bạn cũng đừng cho tôi vô ruộng chứ. Thì bạn tự giác đi, bạn thắng lại đi, bạn nhường người ta đi. Tại sao tôi phải thắng trong khi đó tôi vô ông đồ? Ông chơi lại tôi không? Ủa nó kẹt má ơi. Ê chơi đông lắm bạn ơi, này tôi nhường bạn trước nè bạn. Chạy ghê quá à. Bạn tắt cái pha đi được không? Tôi có bật pha đâu tắt. Nó thấy đường cha nó rồi. Thấy đường rồi. Đúng nè. Ừ đúng rồi, vậy mới tắt mà không dụ tôi hoài à. Thích tôi ôm đèo chưa? Ồ, ba được yêu. Ôm vậy đâu mà lóng lắc ghê. Bạn chở gì bạn? Em bạn chở gì bạn? Chở gạch hả? Gạch bạn. Ừ, chở nó gạch vụn luôn. Yeah. Ghê quá. Trời ơi, chưa? Ghê quá. Hồi hai chân tôi dở lên cho ông coi. Mày coi không? Mày coi không? Cảm ơn bạn đã cho tôi một cái pha bán nhãn. Rửa mắt tôi bạn, tôi đang buồn ngủ rồi bạn là tôi pha tôi rửa mắt luôn bạn. Má đỉnh. Chắc này chục túi khí mới cứu được tôi á. Hiếp chị rồi nháo, con hiếp chị rồi nháo. Ủa bạn chạy, bạn chạy nhu rồi bạn. Bạn nói gì nữa? Yêu nha. Tôi mát đợi tôi lên liền đó. Để bạn nói gì nó chạy ghê quá. Tụi nó đang trong cơn say bạn. Hãy nhát không? Anh ơi, hôm qua cái... Đừng có đá, tôi đá bây giờ. Tớ đáng vượt vượt theo đàn, vượt theo đàn. Mình vượt cái tôm tí trên tớ. Vượt cho thấy con bay rồi. Rồi. Sao tôi nạn nhiều quá mày ơi. Em ơi, chị ra đây. Ây da. Sao tôi nạn nó dồn cục luôn. Anh chạy đó, ghiết rồi anh còn hết rồi. Đăng, tài xế bạc. Bù đăng rồi nè. Hả? Tớ bù đăng bù đớp hả? Ừ. Ủa là sao Dũng, sao không em tông cái gì mà xem cái kia nó chớp chớp à Dũng. Rồi thấy cái thằng ngược chiều. Đời hư hảo đưa ngoài về dưới làng đường của nó. Chạy ngược chiều hả mày? Bỏ cái mày, bỏ hay chưa? Bỏ hay chưa? Kia bạn. Ê, lại qua kia tiếp nữa. Trời ơi, để tao chạy xe coi. Mấy con quỷ. Quà này nó hư lắm. Còn ngáo nữa, chỗ chị mày đang chạy. Đưa đây. Quà này tao nhường mày. Tao nhường mày. Chưa nhớ mũi luôn. Phải cho nhỏ. Bỏ. Ghê quá thôi. Em sợ. Cũng sợ. Anh ghê quá. Lên đi em. Anh ơi. Lên đi anh. Quỷ thì nó không chơi. Em làm hậu phương vững chắc cho anh nha. Em biết sao em cản mày bớt. Mày lấy con xe này nó có cái cục hít nó 500 không bạn? Không thấy gì chứ bạn. Xe xuống. Sao lấy cục tàn là tao hít vô vậy? Chơi. Ây da. Cứu luôn. Giá cuối chui. Mình đang về số. Anh nè. Không cảm đi, anh đang lo nhìn số, anh không thấy con xe con nó nhỏ quá, không có bóp cái. Có anh chạy vậy đó rồi anh nói đời tài xế bạc. Chứ nãy giờ của em màu gì? Của anh bạc chắc của em đang thui á ha. Của tôi màu vàng, gạch, cam.
Mày đi ra coi xe con. Ê, có xe nó bị hư rồi, để biển tam giác cảnh báo rồi. Nó nói Dũng ơi chạy cái gì vậy? À con xe, ấy con xe con nó bị hư máy nha mọi người, cẩn thận nha. Nó dừng giữa đường luôn á. Dũng lát mà nó xi nhan dữ trơn. Trời ơi, kêu bản xa dữ vậy, giờ sao tông kịp. Rồi xong rồi. Kiếp nạn của Dũng tới rồi. Trạm dừng chân Bù Đăng. Ồ. Không mà mình đi luôn chứ đâu có thời gian đâu mà dừng, các bạn có ghé tạp hóa chứ mấy xe nào không ghé vô trạm dừng. Không ghé tập quán cho chúng chửi thì gì mấy... Không, mấy xe này ghé tập quán mua bộ hút đồ bạn chứ mấy xe này đâu có ghé trạm dừng. Trạm dừng chúng nó mới chửi. Nguyên con xe dài thòn mà đi có người hai người bằng xe khách luôn. Nhét. Chạy ghê luôn. Vừa chạy vừa cha mày. Sao nó lắc quá. Chiếc xe nó lắc quá. Cứ thích ngang cám thôi. Nó bật đèn phun đèn gì bay. Bật phun đèn đi ngược chiều bay. Đúng tôi. Tao nói rồi thì đi buổi trưa đi. Đi buổi tối. Cái nó đau vậy. Ây da. Thằng nào tao cũng đau. Thằng nào tao cũng đau. Thằng nữa tao. Thì giờ bạn coi coi phía sau bạn có ai á. Ai là tông. Bé Hòa. Bé Hòa, từ từ bé Hòa. Em mát lắm. Tụi tông em có mấy cái em tông tui. Xe ngó gắn cái điện lệch lạc nhìn khó chịu quá ha. Bỏ cái tông đó đi bạn. Thôi bạn. Ủa bạn, bạn kêu anh em sở đàn bạn cho bạn tông nó. Ê ngáo ngáo ngáo. Hòa Hòa. Mày biết cái thế mà. Ủa. Hai kẹp mộng Hòa. Ủa. Em bị, em phải cảnh báo anh chứ. Ê, xe tụt dốc, xe tụt dốc, xe tụt dốc. Mày chơi gì là không bỏ anh rồi. Mày, cho tôi theo chạm, bạn đợi. Chạm thu phí đắt lắm. Giờ thì nãy bạn trả mấy đồng mà bạn chưa tỏ hả? Lẹ bạn ơi. Thì nó phải bù. Lẹ chưa. Rồi đi luôn, đi. Tao đấy tôi trả tiền. Lẹ đi. Tiền tao. Ông chở hảo hảo, ông làm cha tao vậy. Rồi đi luôn bạn ơi, rồi tuyệt vời. Tuyệt vời. Alo cảnh sát ơi, bắt nó gì? Ủa bắt gì? Liên quan gì? Trạm. Đó là do lỗi của trạm không nhận tiền, cứ đưa tiền mà không nhận nhanh chịu chứ sao giờ. Cái đồ nhậu chó. Tắt hai nháp. Con xe đậu dữ vậy. Cái xe là đâu? Có mỗi xe bên kia. Xe quá trời. Vậy là dông che mắt ông rồi. Bạn ơi, hình như mấy trái cây trong xe tôi là trái cây nhựa vậy bạn, dán keo đâm cái hai gì dính ngắt rồi bạn. Hảo. Ông nãy giờ mà uống mà cho ăn vậy đó. Sao Linh. Thì bởi vậy từ nãy giờ còn gặp kiếp nạn á. Ông thà như tôi nè, thà mình không cúng mình ăn hết được cúng. 50 bạn, 50 bạn ơi, 50. Khu này là khu Dũng đó các bạn. Khu Dũng. Khu Dũng ở. Nó trên. Nó nói gì tao nghe tao chết liền luôn bạn. Nên kêu lên trình xíu. Trời giỏi ta. Xe chậm nha bạn. Ủa bạn kêu. Ủa mình có cái đèn bên trong xe nữa các bạn. Bật lên cho nó sáng. Ây da. Ây da. Đèn đỏ, đó, đèn, đỏ đèn đỏ. Đèn đỏ, đèn đỏ, đèn xanh rồi. Ủa. Ủa bạn 50 bạn ơi. Thằng quả lên bạn ơi. Vậy bạn chơi vậy không bền rồi. Ờ giờ lắm rồi. Ấy quá mà đâu tao lại vậy. Vừa lắm đi liêu mà. Rõ ràng là tôi xe mà thắng ăn vậy bạn. Trời ơi, tôi mới đừng có lùi kéo. Xe đang tôi mới lăn con ốc đó bạn. Quá. Đi chưa? Nãy đi mọi người. Nó kẹt cái này một cục rồi. Quá kìa, giọng quả nó xịn lắm rồi. Mày có cho nó uống rượu bia không vậy? Không biết nữa. Ôi. Lẹ. Rồi, nghi lắm. Đứng lại luôn. Rồi đi rồi, kìa đi, kìa ngắn á chứ bạn á, lẹ á. Đúng rồi. Con không xe con nữa. Thì em bây giờ em phải tìm được em lách lên đi chứ. Trời em non quá. Đúng rồi. Đỏ luôn. Nè, anh lên đó, chắc vậy nó Hòa, Hòa. Ngồi mày tách qua bên phải tí Hòa, thằng nào vừa vô tao mày kẹp là cái bẹp liền. Ai chơi vô. Cho 50 rồi.
anh em nhau mà vậy đó. Em không biết mở đường, em không biết đi trước gì hết trơn. Ủa mọi người, tôi đang đi cứu mọi người. Đúng rồi. Ok vậy. Chuyên nghiệp như tôi sao lại đi cứu? Trời ơi, đừng có pha chui mà. Tại hồn chính vía quay về đây, đúng rồi. À, mình nhắn không, mình quýnh nhiều. Đường này dành cho phải lắp nguyên dàn đèn luôn quá. Có đèn xe tôi xuống rồi luôn chứ. Tối quá mới đường chạy luôn á. Ở đâu vậy? Gia Nghĩa, quốc lộ 14. Đá đi. Đá đi. Nghe đồn ở đây như hay có kiểm tra tốc độ lắm nha. Chạy đàng hoàng á. Vô uống nước à. Nó chạy đàng hoàng mà bên kia đường có con xe nó bật không, hai giáp. Không, nó tưởng thầm tao. Có đá mấy cái bạn, có đá đèn không bạn? Không bạn ơi, không thấy xe đá bạn ơi. Cha mày. Bếp banh. Dốc xuống nguy hiểm, dốc xuống nguy hiểm. Rồi ba con xe nó tông nhau rồi. Ba bình lưu ba đứng, ba thắng ở kia. Ba lưu ba nào tôi thích phanh bộ. Tôi lên đèo. Tôi lên đèo phanh được chưa chứ mọi người kỳ quá à. Bỏ kìa mày. Bỏ kìa mày. Ông kính quá vậy. Bỏ kìa mày. Em biết gì trơn, em không biết tách phanh gì trơn. Con xe đang đi lũi đó vậy. Sao vậy? Mày đúng không con chó? Mày nghèo. Mày được lắm. Các bạn luồn kim sỏ chỉ. Đó thấy không? Hồi đó sỏ chỉ không được mà luôn. Đừng ghi mấy cái này nó bị tông. Đi bằng đêm tim này nó không ổn các bạn ơi. Nước nó sợ à. Chị sợ tét não luôn. Nước tiếp theo đi. À, tới Gia Nghĩa rồi. Ồ đây đường đèn trắng dễ nhìn nè. Đu không? Hồi xưa mình đi lấy sợ, hồi xưa mình đi ăn trộm, mình đi lấy sợ, nó ăn được mình, giờ chắc gì ăn được. Thôi, cô hùng các đảng lên. Giống cô hùng các đảng kìa. Ây, ai đúng không? Giống người đó em kìa. Lấy mẹ rồi. Ấy quả mới được. Đúng rồi đó. Cái quả thông minh rồi đó. Ôi trời. Nó có ai làm gì nữa đâu. Mày cái đầu kia. Cây thiệt chứ. Rõ ràng tôi đâu có làm gì đâu đúng không bạn. Ừ mà chạy lên bà không có nhớ đèn mà không bóp kèn cho tao biết. Ủa rồi nó ra nó cũng phải có cái gì đó nó lá chứ. Thì nó nhá nhá đó nhưng mà tại tôi che sao bạn thấy được. Đó là bạn ẩu, đó là do bạn ẩu. Do ông ẩu. Mới vừa khen nghe em đó. Mệt quá. Nó mới chạy cuồng. Để cho yên ngủ chạy nghe coi. Nó chạy mấy cuồng. Khuya rồi chạy khuya rồi. Mày bớt chơi đồ đi. Tôi nói nó là cuồng hùng cắt đảng mà không nghe. Hai cái ba cuồng đảng bạn. Đúng rồi, đếp đi đường nào đếp lạ vậy đếp. Lên trong bạn. Đếp lên nhìn cho xem nhỏ bạn. À ban đêm mà lo gì, ban đêm đừng mình. Đi bạn ơi, đi bạn ơi. Bạn từ từ tôi đạp số ra. Uôn bạc. Uôn bạc. Lẹ bạn ơi, quay sau lưng bạn ơi. Ủa dũng nào ta? Thằng quà sau lưng, thằng nhóc. Rồi, mất mấy mày đâu, tao mày thằng bạn kia. Thằng nhóc. Cái gì vậy? Mất mấy mày đâu. Là nó xong mình kìa. Nhóc ơi. Mày sao không lại tao? Mình đang mặc hai giáp mà. Ngoan. Dính lụm. Có cái đèn chớp chớp là biết xe ai rồi đó.
Dạ. Gì vậy? Ai cướp này? Tôi đéo nhờ chị tôi bay. Gì vậy đéo? Cái gì đéo? Anh lên lên lên. Ê, có món cơm da nghĩa này có ai ghé vô ăn cơm không? Không muốn mày gặm như cho nó lẹ. Cơm trong này. Cứu quà bạn ơi. Bạn có cho quà nó uống cồn với chưa lái xe mà. Ê đẹp, tắt đèn pha đẹp. Tắt đèn pha không thì đường. Ừ. Okay. Tắt đèn pha cái con xe biết tới tôi luôn. Mày nghe không? Không có cho quà không uống cái gì đây. Không vậy? Không không. Anh ơi. Không gì đâu. Gì đẹp? Ông quá ẩu, con xe buýt nó ẩu, đạp ẩu đâu, ẩu anh qua đúng chỉ thật. Ê, con xe đậu bên đường nha mọi người, cẩn thận chim mồi, á lộn cẩn thận xe bắn mất độ núp lùm nha. Ông cứ nội hoài, ông cứ nội nháo. Cứu tôi bạn ơi. Mình vô đầu cái này nó chạy mình nó nhàn quá bạn ơi. Dưới kia nó sâu bồ quá. Tôi sợ quá bạn ơi, bạn cứu tôi với. Thì bạn lên đây. Nó tôi chặt xét tụi nó, tôi bỏ vô gần cao su luôn quá. Nó chạy gì đó. Hỏi sao không tai nạn. Đó, tụi nó chơi, tụi nó chơi hai lên. Con đầu cá như này tôi đi đi bạn ơi. Nhờ cái cá như này nó chạy yên bình lắm. Bạn ơi, tôi đang vượt bạn ơi. Hai tụi nó tai nạn rồi. Lên lẹ đi bạn ơi, dưới kia nó ghê quá bạn ơi. Hết dám đi dưới kia rồi. Cứ coi mày. Thấy các bạn thắc mắc là mình đang bật cái đèn bên trong các bạn, này là trời tối là bật cho nó sáng lên cho nó dễ nhìn. Đừng có coi nữa, tao mệt lắm rồi. Đâu kéo vô kỳ cục như mày, đâu kéo vô bên trong mày. Đâu kéo qua vô phải kìa. Vô làn xe máy kìa. Có bạn là mình chạy như chó đuổi vậy đó. Mình không nghỉ ngơi gì luôn hả bạn? Bạn, mình lên gấp mà bạn, lên gấp mà hồi mình nghỉ cho nó, mình quay đầu về bạn. Thở gì chó. Xe lên, xe lên, xe lên, xe lên. Xe cho bánh mì lên. Ở trạm, 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 trạm. Rồi. Trạm, trạm gì á, trạm gì á, trạm. Trạm thu phí, trạm gì bạn? Trạm thu phí. Trời ơi, phanh tôi ngon lắm bạn ơi. Cho anh hỏi làng nào làng thu tiền kia vậy? Bạn ơi lên bạn ơi, tiếp bạn ơi. Bạn ơi tôi bị dướng rồi bạn ơi. Lên lẹ đi bạn. Để tôi chặn cái làng, tôi xe lại cho tôi chừa bạn làng kia luôn. Đó, lên đi bạn. Rồi. Giờ bạn đợi ăn xe con đi. Đợi nó đi. Tao phải xích cho nó đàng hoàng mày hiểu không? Đợi chưa vậy? Hoang nó đậu luôn rồi, tôi đi đi bạn ơi, bye bye bạn. Bye bạn, chỗ đó của tôi bạn ơi. Ủa cái này ngược chiều. Thì nó bị ngáo. Ủa đi rồi về là chạm nó nhận không? Nhận bằng nắp. Ở đây có chỗ dừng cho mấy xe công ngủ á, mình buồn ngủ bạn ơi. Ủa hai bạn kêu chạy tới chết mà. Nhưng mà mình buồn ngủ nhưng mà mình phải ráng mình chạy đó bạn. Chứ mình có kêu bạn ngủ đâu đúng không? Ờ ngồi hả, tôi gặp mấy chị trắng sao? Trắng nè. Trắng gì thấy trắng xe đèn đường rồi bạn. Đâu đèn đường đâu? Thì đèn xe đó. Rồi, con xe tải buồn ngủ rồi, nó tóc vô lề rồi. Đó, vậy không được. Nó chờ bánh mì nó buồn ngủ. Dở. Rồi. Nó đi ăn bánh mì bạn, nó cạp bánh mì bạn. Vậy nãy dở rồi, vừa chạy vừa cạp được nè. Bỏ lên số luôn không, bỏ mất số luôn không. Trời, số này mình vô không cần khô luôn rồi. Ta thấy kia mặt liền vượt nha. Nào nào nào, mày ghi hình lại, mày. Mày quay là hết xong rồi, mày vô một video, vừa quay mày bấm vô xóa đi. Nè, mày bấm vô đó là mày đã gửi lên trên công an rồi đó. Ơi công an kìa Lưu ơi. Công an đâu? Nguyên trước công an luôn bạn ơi. Ôi, thế như ông mang thấy tao đi. Bạn con nói vô mảnh thôi, con đừng thấy tôi luôn nha. Không có bạn. Thấy con xe đầu kéo nó dừng lại, bạn xe đầu kéo tim mình dừng lại bạn. Ừ. Vậy mà nó không báo bạn. Vậy mà nó không báo im, bởi vậy anh em sẽ làm vậy á. Chút nó ra sao đòn đi. Đâu có sao vừa. Đâu mở, tôi nói nó xe đông rồi bạn không nghe. Bạn chống nó tay là bạn nghe đi. Chạy xe tấm hồn để đâu nghe. Tấm hồn để trong cái vô lăng á. Cho chạy nhiều đâu đây gì, bán gì à? Tập đoàn Sơn Hải bảo hành 5 năm. Trời ơi đường này là đi bao đâu. Ngon các bạn.
Nát qua tí coi. Nát qua tí coi. Có tóc có hành 10 năm luôn mà, lo gì. Đường đông, đường đèo mình vừa chậm chậm thôi. Vừa cái gì có xe chứ mà nó nói tôi. Chưa giờ biết bao nhiêu cái xe mà lại đếm một chiếc mày. Chết cha luôn rồi. Bay vừa. Trời đất ơi. Thằng quà nó đó vậy. Em thật đi. Dạ bởi chị mà cánh lên không được. Tắt điện mày. Lẹ đi cho con ơi. Hỏi cho anh chị đi. Vậy sao đi. Con báo này. Mày đi ra cho chị đi coi. Con đầu kéo nó cũng được. Đưa bơi nó chen lấn với đời kìa. Đi đường bên đi kia đi bạn, đi bên kia đi bạn. Bà cha. Đi bên kia đi, đi mày chơi. Nó đi bên kia đi. Từ ngắm ra cho lùi ra ngắm ơi. Em cho tôi lùi ra. À khỏi khỏi đi rồi. Ủa không. Ủa sao cái đường đông vậy? Tạm gì á. Chứ lẽ xe xe ban. Ờ ơi, mày. Mày có cái đầu té. Giữ côn là mỏi chân của mày. Hảo hảo ép mình lùi vậy các bạn. Tao thèm á. Mà cố rồi bạn. Tại bạn nói bạn rồi. Bạn cho tôi ngủ đi. Bạn bạn định làm tour level 3 đúng không? Tour là tôi cho đó nhưng mà chủ xe không cho, bạn hiểu không? Chủ hàng không có cho. Này chắc xe tải là 10 cộng quá. Chủ xe ở đây nó quay đầu lắm như vậy. Mấy anh kia đi giống như là hả cái gì ta? Lốc xoáy đi qua vậy. Xe nào xe đấy nó quay đầu lùm lùm hết trơn á. Chẳng tứ phía luôn được ta. Trời hư. Hơi cái chục rồi. Hòa đang chạy một đập thắng quá. Đang mở mắt lên bữa nay buồn ngủ lắm mà. Họ chỉ còn hôn với con Scania luôn. Ô bé này biết gì vậy? Ok tôi lách dữ lắm mà ta. Tôi nhớ tôi lách mượt lắm mà ta. Kỳ vợ. Thôi rồi ngủ đi. Kỳ. Chơi đồ nữa. Tôi canh chững lắm mà ta. Lúc đầu qua cái đầu lọt và cái đuôi nó dướng lại chứ. Xàm thiệt chứ. À, đi tiếp nha các bạn. Thị trấn Đức An hả? Đúng rồi. Rõ ràng nãy mình canh chững dữ lắm luôn á. Không dữ chưa? Cái đầu nó lọt mà cái đuôi nó không lọt. Người ta hay kêu đầu xuôi đuôi lọt. Mà đây đầu xuôi đuôi lọt. Là bạn cắn có nửa viên. Bạn cắn viên là bạn thấy hết rồi. Bạn tôi cắn mấy cái trái trên bàn mà nãy giờ nó không hết bạn ơi. Bạn ơi cái đó đường nhựa. Này anh giúp em nó buồn ngủ à. Nó quẹo với cua mà nó vẫn lao với nhà dân được. Làm nha bà. Đủ thịt đòi nãy giờ rồi bạn. Đó là ông em. Nó quẹo với cua á anh. Nó đâm thẳng cái nhà ta luôn. À tưởng đâu có dòng xây hay gì chứ. Bạn cái cua đó không phải là cua gắt, nó cua nhẹ thôi mà nó vẫn lao ra được. Được rồi mà anh pin thấy mà ghét. Bạn tôi pin cho thằng kia nó tỉnh ngủ bạn hiểu không? Ờ có công trình đó đấy. Đúng rồi gì luôn. Sao mày chơi tao vậy? Ủa tao chơi mày nào đép nó dẹt tao, tao phải nét qua chứ. Rõ ràng đang chạy mày dẹt một cái dẹt qua kia luôn. Ủa tao đi lên bên kia mà. Đang tính vượt luôn. Ủa bạn vượt rồi bạn phải nói tôi chứ. Thấy xe thấy đèn tự giác đi. Thằng đét mày nãy giờ nó chơi tao nè bạn. Từng cốc hồng đó không bạn. Hút nó lại bạn. Đét. Ghê quá. Ôi tôi có logo MU trên xe đó. Ở sao cứng vậy. MU hay là em ngu. Manchester United. Ở dưới hàng á, tôi cứng lắm. Yeah. Ê. Chờ đó. Ghê quá. Cứng quá bộ. Đạp thắng rồi mà. Chứ đạp là văng hướng kia luôn rồi. Đúng rồi. Trời ôm theo cái đường tỉnh chưa. Tôi nhìn kiến kiến hậu rồi tôi biết bà định làm cái gì liền. Cho luôn không thích cái.
ra cho luôn cái nguy hiểm. Cảnh sát chở mình chạy chậm rồi nhau. Mình tính nhớ quà, mình tính nhớ quà. Thôi sao rồi. Chết rồi, chết tôi rồi, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Thằng đẹp nó phải đi bên kia quá ha. Nhà nó bển. Ủa nó có cái này chưa. Thôi chơi đổ thôi. Ngủ ta tấp vô đi. Mình qua được thấy chứ. Rõ ràng là mình nhìn với tình huống đó mình rất là bình tĩnh luôn các bạn. Mình ngủ rồi đúng không? Là cái con mắt mình nó nhìn được thôi, nhưng cái não mình nó đâu mất tiêu rồi. Thì tóc ra nè. Ê mày tóc ra mà không tín hiệu siêu nhanh chỉ cho mày. Tóc ra mà nó không tín hiệu siêu nhanh hết trơn. Ủa đường dứt dắt nha, đường dứt dắt nha. Nào vượt trên đèo đó chết. Thôi xong rồi. Này nó giờ nghe nó xong mấy lần rồi bạn. Mà hôm nay nó chưa thấy xong hết trơn. Chưa thấy nó siêu thoát đâu bạn. Vậy ngáo, xe cẩu đang lùi ra, em cho nó lùi ra đi ngáo, xem lại tông vô xe nó chưa vậy ngáo. Em mát quá à. Quá, quá nó tạt quá. Để hàng nặng rồi chứ, mắc đề ba nữa. Nữa. Anh muốn chở quá tải gì. Em chắc lại vậy. Ê, để tôi qua cái, đèo, đèo đông kẹt xe nha. Ây da. Lùi 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 ra miếng em, lùi ra miếng em. Rồi. Rồi xe cậu nó đi cái đã. Nó kẹt rồi, đó. Như qua hết cái đèo này mình lên tới Buôn Ma Thuột đúng không? Không. Tới, tới nhà. À qua hết đèo này tới nhà Dũng hả? Mình chờ Dũng đi, quan tâm đi. Rồi. Mình đi chở hèn quá mà. Trong đầu nó nhạt nhạt không. Đúng rồi, đi chở hàng mà nó nhà không à. Vậy sao làm bác cài được. Quá đỉnh. Ở đường dừng ngáo ơi, xe đâu nó ngáo ơi. Sao không xe vắng lắm. Để anh dừng trước cho. Anh bình tĩnh đi. Thì anh đi tiên phong cho. Xe vắng cái nè, dừng cái nè. Em đâu cần phải mở đóng đèn vậy đâu đẹp. Đéo bơi ra, đéo bơi ra. Ủa, ủa mình không tắm nơi vậy? Bóng mè. Ê, gì vậy? Mình mới thấy cái bóng bóng gì đó các bạn. Bóng dây ghê quá à. Dây. Bạn đang chớp đèn là thấy cái đuôi xe công mà chớp lại cái nó mất tiêu bạn. Trời ơi, tới rồi. Ghê quá à. Gì rồi? Đèn đóng chậm lên nè. Đây mày, chở mày. Xe con nha, xe con hư nha. Xe tải chớp nha. Đừng đi ngược chiều nha. Gì anh nói gì anh? Đừng đi ngược chiều. Hello bạn luôn. Lửa cây gì vậy? Dạ Dũng. Mai tránh vậy. Thiệt chứ nó kẻ con kia rồi em đi cho nó đừng có kẻ con kia. Rồi em đứng đây luôn hả Dũng, em không đi hả Dũng? Đi ra coi chỗ này của tao. Tỉnh nè, cái hỏi anh em sở đàn mình đâu hết trơn rồi. Tình nghĩ anh em sở đàn mình đâu hết trơn rồi. Nè. Đã về cắn xí nhau hơi nhiều. Nói đằng đầu nha. Ủa gì ơi gì ơi. Trời con này mà chạy lẹ coi. Con nó chạy nó chậm chậm cái gì vậy bạn. Qua nó làm được 3 vòng quên rồi anh. Ghê vậy. Mày chạy bố đâu? Mày bố lao. Nhưng mà chứ qua đi một bình ngược chiều đúng không? Vậy là lỗi của nó đúng bạn. Tôi tâm rồi, nó phải lỗi đi một bình ngược chiều. Thằng khứa nào cũng đẹp chú mình lắc như vậy. Dữ đẹp. Đẹp chuyện nào. Đêm ơi, tối bạn đi ơi. Các bạn đồng hành bạn ơi. Nó đang lít rồi, nó đang lít rồi.
Lấy giờ mình kéo anh ta lên, mình quay đầu xe là mình rip giờ mình bật đèn pha mình chỉ mặt nó. Được không? Không. Đã bạn đạp nhanh lên bạn gì? Đang đạp hết gà số nè. Anh chạy số xài hả? Dạ dạ dạ. Con này số gì má? Nó chạy số tự động. Con bị ngáo. Con báo của hồn các đảng thì điệt chứ. Nó dược, nó dược nó ép tao. Nó dược trong rồi nó ép tao kìa. Ghê. Ấy da, xin lỗi cái miệng. Cái là con chó. Nó nhồ mày rồi. Nó chạy nguyên của hồn các đảng. Ghê quá. Chạy nó không có đường, nó không có nể nang ai hết trơn. Anh em xã đoàn vậy đó, giờ dẹp bà xã đoàn. Ừ, dẹp bà nó luôn đi, chạy nó không nhường nhịn nhau hết trơn. Nó gặp là nó ban, gặp là nó ban à. Mấy người nhắc chạy. Nó nhường chị nó. Người khác thì nó nhường. Người khác nó nhường, anh chị em mình nó múc nhau vậy đó. Không. Tồn xe nó dài dữ gì. Thôi nha. Đây để mình cho con hồn cái đạn lên nha nè. Mày chửi em là em tao là cô hồn. Ồ xe. Xin lỗi xe biết. Thảo. Cái này chạy ghê quá. Bởi vậy, không mình chạy điềm tĩnh đó ha bạn ha. Mới nhìn thấy ông Tâm xe buýt xong. Có đâu xe buýt nó tạt đầu anh chứ bộ. Có đoạn tóc như nhớ tóc qua nó tạt đầu anh. Nhưng trước bạn nó có gì không mọi người? Thấy cái đường nó hơi xiên bẹo xíu nha. Tôi thấy đường trên map thẳng mà. Hơi xiên xíu bạn. Nhưng nó quà hả? Quà ăn đếp à? Quà dược theo đây, hai cơ, ba cơ. Là vậy nó đếp vào bạn. Nó đếp chiến tích của nó các bạn. Rồi kẹt đây luôn rồi, kẹt cứng đây luôn rồi. Dạ. Anh cho em ra cái đường nó chật quá, xin lỗi mấy anh yêu. Ê. Chật. Đi qua. Cảm ơn quà nhiều đều đã mở đường cho anh nha bạn. Nó ép với đồng đội nó coi gom nó cũng dính tao lại bạn. Đường đang thi cao hàng gì nó chật. Biển cắm bạn ơi, lụm. Cắt cái quần què vậy tao mới vừa lên là tôi bị nhăn nè. Ủa bạn từ đây mình tới buôn thuộc còn nhiêu cây nữa bạn. Chứ nguyên đàn nó đuối lắm mà bạn. Còn sắp 3 cây nữa bạn ơi. Được rồi, đạp lẹ. Bạn thấy lên đạp. Bạn nói nha, nào cản đường chém chết à. Nó mới kiên nể ai chơi bạn. Vậy là bạn luôn đúng không? Không bạn, anh em mình sở đàn mình phải nhường nhịn nhau chứ bạn. Sao bạn kêu kiên nể mà. Không kiên nể mấy con kia thôi. Quỷ đằng nào nó phun đạn chạy nó chạy bên châu rồi á. Ai, tôi đánh mẹ. Nhá đi nha, chó. Tao lửa cái cột nó chết là tại mày á. Quá kìa. Ừ, thắng kịp. Rồi mình thấy bên trong bên sau lưng nó chiếu đèn như là vũ trường. Nhờ nó chạy như cục kèo. Bạn kêu tôi nhờ em. Ôi ơi, sẽ công. Trời ơi, sẽ công. Xuống bạn hả? Chết cha nguyên con xe công. Bạn ơi, bạn chui bên trong được thì chui với bạn là chui rồi bạn, đừng lo tay nghề của tôi chui hẹp chưa chui bạn chứ hết đường đi rồi bạn đi chưa à? Bye bạn.
Đèn sáng chưa ta? Sáng sao bằng mấy thằng khốn nạn đằng sau? Hello. Mấy nó nói chi bạn ơi, mấy không ý thức bạn ơi, giống bạn vậy. Mấy thằng đó đá cái lé thằng mặt luôn. Nhướng bị. Ôi mẹ, có đèn làm được bạn ơi, cháy. Đấy. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở, nhưng mà cái gì vậy? Ờ, mấy anh làm đường, mấy anh để xa xa, mấy anh để sáng sáng giùm em cái được không mấy anh? Chứ có quẹo thiệt luôn á. Mày chết rồi. Một cái đảng lên bự ơi, nó mới tông xe con xong. Rồi xong rồi. Chạm xuống mấy bạn ơi. Chạm xuống chó con. Bà, cho tôi thêm, bà đi bên kia, bà đi. Tôi đi, em tôi chơi, em ơi. Trời ơi. Vậy quá à. Không, người ta đi bên đây, anh đi bên đó. Bà ơi, lẹo ơi. Anh làm, em biết làm kẹt xe không? Lẹo ơi. Dạ ngủ quá, gãi. Nó buồn ngủ, nó không biết trả tiền rồi. Nó ngủ, nó gãi. Tao đi vô lăn ngoài đó. Anh sẽ con lẹo, anh sẽ con. Anh sẽ con mình đụng cái luôn. Gãi cái đây nha. Từ từ tôi gãi cái đây mày. Rồi đi luôn, 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 đi luôn. Thật là vô nghĩa. Cái cây nó bút đầu tao kìa. Đòn phủ đầu. Cái cây nó bút đầu tao kìa. Xe con nó lùn quá các bạn, không được. Xe tải, xe bự bự mới được. Xe con nó lùn quá, vừa qua nó là cây hạ xuống luôn à. Không chơi được cái trò đó mà. Không cần tới chưa bạn. Còn 40 cây nữa bạn ơi. Ôi gần đó bạn, nó dùng đi được 20 cây là nhanh rồi đó. Hết số rồi nè. Cái này mình bay vô nè. Con cái nha mọi người, tại không có đường cho nên là bật lên dễ nhìn. Ý hấp, không có ý hấp. Ủa chứ đường có ai đâu. Nhiều lắm bạn. Ê con xe này nó bị kì kì. Ôi vô cua mà không có vô được. Ủa rồi, buồn ngủ rồi. Mình cần tới lẹ lẹ, mình ngủ chết rồi. Tới đâu ạ? Tới cu... Ôi 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 bà ơi bà ơi bà ơi bà ơi. Con chó con. Dính cái đầu nó vô đây luôn rồi. Ủa, nó chạy vô khá luôn rồi. Thôi là nó có cây nên nó chịu mình lại chứ không mình lưỡi xuống dưới bực luôn rồi. Bạn già ơi, bạn lên đây cứu chui. Bạn ơi, bạn xuống đây bạn cứu tôi. Bạn đèn mặt dài quá. Nào không đi nhau hết trơn bạn ơi. Có mấy thằng 2 cây trở lên không bạn? Hello. Chứ gì nữa. Mùa què giống. Mắc mớ gì quả đây chạy nó dừng lại làm hả? Tôi lụi xuống dưới cho chị cái lạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đang chạy con xe nằm dưới đường ngửa bụng. Gì quà? Gì xe dạng đây quà? Ồ, xe tải nó vượt ẩu quá trời ơi, xe tải nó vượt ẩu quá trời. Ê, xe con nãy nè. Thị trấn Cư Dứt hả? Cư Dứt. Năm mươi nha mọi người. Nè, nét vào, nét vào. Nét ôi. Dính chưa mọi người thôi chứ mình không có 50, mình không có cái quyển từ điển của mình không có cái số 50. 50 dặm có 50 km không có. Thử tông vô xe 4.53 rồi, 5349 rồi. Đua không à? Em hãy đạp phanh 2 lần để ra hiệu em đua. Rồi đua không à? Trời đất ơi, cái gì vậy? Trời ơi, nguyên con xe công giữa đường luôn vậy. Chó khổng tông chừng nào. Nó tông em rồi. Nó tông em mà nó đi làng nó hay nó đi làng em. Gì vậy? Thành phố buông mê thuộc rồi bạn ơi. Tới rồi, vô trạm dừng bạn ơi, kiếm trạm bạn ơi, có cái trạm ở trên buông mê thuộc rồi bạn ơi. Ở đâu có trạm cha? Thành phố buông mê thuộc, quốc lộ 14. Cầu xe dạ bạn, bóc. Bây giờ bạn cần không? Tôi xếp gạch rồi tôi cho bạn ngồi vậy, nghỉ. Thôi bạn đau lưng lắm bạn. Sao tụi nó xe hai giáp đây dữ vậy? Anh nằm cùng mì tôm đi anh. Ờ ha. Béo trắng luôn ơi. Tôi buồn ngủ rồi bạn. Tôi đang chạy, tôi vô số lùi bạn ơi. Hay là tôi đang đập côn bạn ơi. Tôi đang chạy, tôi vô tôi kêu tít cái. Béo trắng
cháy vô nhà nghỉ anh ơi. Ủa chưa mà, chưa tới nhà nghỉ chưa? Không biết nữa. Dạ không có lấy nhà nghỉ chung gần trung tâm hay xa trung tâm? Mình vô gần trung tâm ha. Ok vậy đi thẳng luôn. Đạp đi. Nhà nghỉ bên kia là cây xăng mà. Vô nguyên vàng này đậu mai đốt phong long đốt xe luôn bạn. Thôi ông chạy vòng tao không đốt đâu mà. Không, chỗ chụp nước à. Lên phố rồi đó, mở đèn pha đi chứ chửi hả, vô văn quá mất dạy. Rồi. Bạn cũng vậy á bạn. Thôi bạn trái, bạn trái, bạn trái, bạn trái. Rồi. Kiếp nạn 82 mày tới rồi. Nó ban kìa. Ơi cho ban ké, cho ban ké, cho ban ké. Chết thôi. Ban ké. Chết rồi. Ghê quá. Đeo gỗ phở, ổng đi đậu hả? Ủa đó có chỗ đậu không? Đậu lắm á. Lỡ chạy vô kia rồi. Rồi chạy luôn đi. Ủa không có đậu được chứ. Anh hai nhẹ quá, anh đi trước đi. Nhẹ lên đi trước nè em. Quà mà lên mà tán đậu không chứ quà. Sợ, chắc tôi sợ. Sợ quá kìa quà. Bạn ơi đường này hết ga số, bạn ơi hết ga hết số luôn. Hết ga hết số luôn. Thuốc ổn quá. Chị tin tưởng mày. Xe này không có cấp số như 12 cấp số ta. Ôi. Trời ơi, tăng xe kìa trời. Tông tông bạn ơi, người ta luồn kim sổ chỉ bạn ơi. Thẳng đẹp quá bạn ơi. Luồn kiểu gì con nhỏ bị bóc cái chính kìa. Nó là do nó không biết né nè bạn ơi. Là mình luồn kim dữ chưa? Luồn rồi đó bạn. Không bị lé không, luồn lộn quá. Rồi bây giờ mới tới chính thức là Buôn Ma Thuột nè. Nãy là ui, đó phát kê thôi. Trời ơi. Thằng này là nó thèm ngủ lắm rồi. Trời ơi, bạn ơi. Bạn ơi. Chạy nó không để răng hả, chơi bạn ơi. Luôn kiếm sẻ chỉ nào thì chưa biết. Rồi, rồi, qua đi đường nhỏ, qua đi đường nhỏ, đi đường nhỏ, đi đường nhỏ, đường. Ừ, qua đi đường này nè, đúng rồi đi này tới ông xây quẹo phải vô chỗ ngủ. Ok đáng sợ quá, muốn đi đêm nữa đâu, muốn đi ngày hả bạn ơi à? mình chưa có trình độ đi đêm giống như mấy chú. Tại mắt cận mất loạn không. Tàn loạn với cận không, nhưng mà buồn ngủ nha. Trời ơi ba má luôn, tới chạm dừng chân. Ủa? Rồi ba má. Ủa nó thấy ngoài đi trước mà sao vậy, đi sao rồi anh đang vui luôn chứ mà sao nhảy lên trên rồi. Ủa bấm xe liên tỉnh luôn vậy chứ bạn ơi. Ủa bấm xe liên tỉnh hả, vô luôn bạn. Trời trời đất ơi, có chỗ đậu xe mà. Trời trong đây rộng à. Lấy lòng lòng ơi, anh ơi mua xe nhà không, chặt dướng nha mấy đứa. Bạn ơi, ai hả? Bên kia có chỗ đậu không? Đậu nhiều mà, nhiều. Bạn chỗ xe khách riêng, bạn xe tải riêng, bạn xe tải vô đậu bị kỳ thị. Bạn ơi, đậu bên này đi bạn ơi. Bên đậu đâu? Toilet nè bạn. Nóng này ta hân hiện lắm bạn ơi. Chắc không? Trời đất. Nào mới tâm này. Chắc. Không mà láo tao lấy gạch tao muốn tàu nó liền. Ờ, mày cầm gạch cho nó mới hân hiện. Mấy quà hả? Rồi mưa ơi, mưa ơi, mưa ơi, rồi. Rồi đợi nào bên kia đầu bên kia nó lấy hàng liên hệ mình. Trời ơi. Trời tao qua đây tao đậu. Gì mấy đứa. Ê tính hơi bên trong này rộng ha. Rộng quá trời luôn á. Ở lùi vô, lùi vô, lùi vô, lùi vô. Rồi đi, coi như là hôm nay mình đã cùng với team của mình trải nghiệm xe tải Hugo A7 cùng với cái cung đường đi thành phố Hồ Chí Minh đi lên Buôn Ma Thuột. Thực sự là đi đường đêm với các bạn, nó
khá là khó nhìn đường và nó cũng gây cấn và có rất là nhiều pha tấu hài, thì những game này mình với team đều chơi tấu hài, cho nên là nếu mà có chạy không nghiêm túc hay là này kia thì mọi người thông cảm bỏ qua ha. Thì mình cũng sẽ làm những cái video đây, nếu các bạn thích cái series game này nhớ để cái bình luận như like video và share đôi giúp mình nha. Hẹn các bạn trong sau tuần này, chào các bạn, bye bye.